Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện. Nguyệt đáo thiên tâm xứ, phong lai thủy bất thức, nhất cổ thanh dị vị, lược đắc thiểu nhân chi. Cảnh giới nói trên chính là hình ảnh dụng công của người tu, công phu tới độ có thể ví như mặt trăng chiếu giữa bầu trời, gió thổi ngay trên mặt nước, mà một chút sóng gợn cũng không có, đúng là một cảnh tượng vừa thanh tịnh vừa nhu hòa, một ý vị lạ không mấy ai biết tới. Dụng công mà tới được chỗ không ta không người, không chúng sinh, không thọ giả, trong thì không cảm thấy thân tâm, ngoài không hay có thế giới, lúc đó mới lãnh hội được cái ý vị màu nhiệm này. Có điều rất ít người biết, vì phải qua kinh nghiệm, thể hội của chính mình mới biết được. Tu đạo là tự mình tu cho mình, tự mình dụng công cho mình. Không ai tu dùng cho ai, không ai dụng công cho ai. Người ta nói, việc sanh tử của chính mình do chính mình giải quyết, tự mình ăn thì tự mình no. Quý vị tu hành thì quý vị có thể liễu thoát sinh tử, bằng chẳng dụng công thì dĩ nhiên quý vị chẳng thể giải thoát sinh tử. Chúng ta tu tập phải làm sao thành kẻ vô tâm, tức là trong không thân tâm, ngoài không thế giới, với hư không là cùng một thể, đó là lúc mà chấp nhân cũng không và chấp pháp cũng không. Làm thế nào chứng được cảnh giới đó? Phải tu thiền. Tham thiền thì phải một dạ đinh ninh, tập trung tư tưởng, đầu óc không nghĩ lung tung, giống như mèo rình chuột, như gà ấp trứng, như rồng nuôi hạt châu, hết lòng giữ gìn, chú ý, chuyên tâm mới tới được đích. Chúng ta tham câu, niệm Phật là ai? Chữ ai chính là con chuột, và chỗ ngồi tham này cũng chính là miệng lỗ chuột. Do đó, từng giây từng phút không được chảnh mạng. Nếu sơ hở để chuột chạy mất, thì bắt làm sao được ai? Bởi vậy mới có câu nói, một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây che. Khi một niệm chẳng sanh thì toàn thể cái đại dụng hiện bày, cái gốc trí huệ hiển lộ, như một khi sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, giấy động, thì chẳng khác gì trời đương quang đãng mà có mây kéo đến, che lấp mặt trời. Khi một niệm chẳng sanh thì bên trong không thân tâm, bên ngoài không thế giới, ngồi thiền trong cảnh giới này sẽ không còn hô hấp nữa, tuy chẳng phải là đã chết. Ở bên ngoài không hô hấp nữa, nhưng bên trong hô hấp vẫn còn hoạt động. Nếu khởi lên ý nghĩ rằng, a, ta đã hết thở rồi, thì tự nhiên sự hô hấp tiếp tục trở lại. Một niệm chẳng sanh, hô hấp ngừng lại, đó chính là chuyển pháp luân vô hình, hát khúc ca vô sanh vậy. Ha ha ha,